Xin chào mọi người, có ai đây không ạ? Lại là tôi đây. Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một món, đó là trứng bồng bềnh, hay còn gọi là trứng bọt biển, hay trứng kem gì đó, tùy mấy người thích kêu gì đó là kêu. Nguyên liệu lại vô cùng đơn giản. Đầu tiên là trứng, tất nhiên trứng chiên thì phải cần trứng rồi. Thứ hai là trứng, và cuối cùng cũng là trứng. Thấy chưa, tôi nói nguyên liệu quá đơn giản mà. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất là ta phải tách riêng chồng đỏ và chồng trắng ra. Lưu ý này mấy người ơi, để tách dễ dàng hơn, mấy người hãy chui vô tủ lạnh. Bỏ trứng vào tủ lạnh khoảng 30 phút nha. Sau đó mấy người cho 1/2 muỗng cà phê muối vào. Nhớ là 1/2 thôi đó. Có ăn mặn thì cũng 1/2 thôi. Tôi quy định vậy đó. Đây là công đoạn duy nhất nè. Phòng gym bây giờ thì đóng cửa, nên ở nhà cứ làm món này là được. Nâng cao thể lực, vững chãi cơ tay. Tiếp đến là 1/2 muỗng đường. Lại tiếp tục đánh. Đánh như vậy là xong này mấy người ơi. Lát xong chắc bị mắc sai nắp quá. Cho 1/3 muỗng muối vào chồng đỏ nhé. Rồi đánh bông nó lên như chồng trắng vậy đó. Ai đánh được tôi nấu ăn cho suốt đời. Bây giờ bắt bếp lên, chờ cho nóng chảo rồi cho 1 muỗng dầu vào. Nếu ai thích vị béo hơn thì nên dùng bơ. Khi dầu nóng rồi, hạ bếp xuống mức nhỏ nhất nha. Cho chồng đỏ vào trước, rồi chảy đều quanh chảo. Cuối cùng là cho chồng trắng vào, để nắp lại và chờ 2 phút. Để 20 phút cũng được, nếu mấy người đừng có bật bếp. Sau 2 phút kiểm tra lần nữa trước khi đem nó phơi thân lên chiếc dĩa nha. Đây rồi, thấy giống đám mây không? Tôi nghĩ lại rồi, tôi đặt tên cho món này là trứng đám mây. Giờ thì dùng dao cắt và để phần này lên phần kia.
công nào làm xong mà gõ kêu được bài là tuyệt vời nhỉ. Giờ giống bánh rep rồi. Thôi, cứ kêu là chứng chỉ mỗi tay nha. Tới giờ nha đó rồi. À, nhớ like và sub cho tôi với nha mấy người. Hãy comment cho tôi biết mấy người muốn tôi làm món gì nha. Chào tạm biệt.